chị em. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, hôm nay ngày 19 tháng 3, ngày mà giáo hội dành cách đặc biệt để tôn vinh thánh cả Giuse. Thánh Giuse đối với giáo xứ Ba Lan là một người cha đặc biệt, bởi vì chính mảnh đất Ba Lan thân yêu này mà cha Đắc Lộ đã đến đây và đúng vào ngày 19 tháng 3 năm 1627. Và đây cũng là khởi đầu cho công cuộc truyền giáo của phía Bắc. Ba Lan là tiến đôi để hạt giống đức tin được nảy nở. Đó là bằng chứng để chúng ta nói nên rằng công cuộc truyền giáo của giáo hội, đặc biệt của giáo phận Thanh Hóa, đã được Thánh Giuse bao bọc che chở phù thủy. Chính vì vậy mà chiều hôm nay tất cả mọi người chúng ta quy tụ nơi nhà thờ giáo xứ để cử hành thánh lễ kính thánh cả Giuse. Và trước khi cử hành thánh lễ, cộng đoàn chúng ta có cuộc rước kiệu để tôn vinh Ngài. Qua cuộc rước kiệu này, xin thánh cả bầu cử trước mặt Chúa để xin Chúa ban phúc lành cho quý cha và quý khách cũng như là tất cả mọi người trong giáo xứ Ba Lan. Để qua cuộc rước kiệu hôm nay, qua thánh lễ này, chúng con học nơi gương của thánh cả là sống âm thầm để nghe tiếng Chúa dạy bảo, và qua đó sống tín tin của người môn đệ nơi mảnh đất Ba Lan thân yêu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Gia-cóp sinh Giuse là bạn của bà Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria bí ngôn với Giuse trước khi về chung sống với thánh. Với tâm như vậy thì sứ thần Chúa hiện đến báo cho ông và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về làm bạn với mình, vì Maria mang thai là bởi Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai và ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời sứ thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Đức Kitô để hoàn thành công trình cứu độ của người, người hằng sống và tiên tri muôn đời.
tín lợi quý cha và cộng đoàn an toàn là một đôi lời. Tín thưa quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn, có thể nói hôm nay là một ngày tròn đại đối với giáo xứ Ba Lan của chúng con, ngày mà chúng con cử hành lễ tôn vinh thánh cả Giuse, bổn mạng của giáo phận của Đức Cha, và trong đó đối cũng là bổn mạng của giữ gia trưởng trong toàn giáo xứ Ba Lan. Và về cái chung chia niềm vui với chúng con hôm nay, đó là có sự hiện diện của quý cha và những người anh em rất là thân tình ở toàn giám mục chủng viện, rồi những người anh rất là nghĩa thiết trong cái mối quan hệ, rồi đặc biệt là có cha bạn là cha Văn ở Nghệ An hội nguyên cũng một phái đoàn ra đây để chung chia niềm vui. Rồi bên cạnh đó thì có sự hiện diện của ông Chánh và ban thường vụ, cũng như là một số quý vị ân nhân của giáo xứ Chí Toàn, rồi một giáo xứ khác cũng đến để chia sẻ niềm vui với giáo xứ Ba Lan hôm nay. Và cách đặc biệt hôm nay có một phái đoàn rất là đặc biệt, đó là phái đoàn của Xi Măng Công Khanh, và đứng đầu là bác Giuse Nguyễn Công Lý, là chủ tịch của tập đoàn cũng như là ban lãnh đạo, cũng đến để chung chia niềm vui. Và hôm nay cũng là lễ bổn mạng của bác Lý, đó cũng là một cái biến cố rất đặc biệt. Rồi trong thế lễ hôm nay thì có quý cha nhận thánh Giuse, đó là cha Giuse Trần Ngọc Quang, là truyền thông của giáo phận, và bên cạnh đó là cha Phó Đình, và trong đó cũng là Giuse là con cũng được vinh dự nhận ngài. Rồi hôm nay cũng là một cái biến cố đặc biệt đối với giáo xứ Ba Lan của chúng con, trong ngày lễ kính thánh cả Giuse thì chúng con chính thức ra mắt là cái giới ân nhân của giáo xứ. Và cái con số ân nhân của giáo xứ Ba Lan của chúng con thì tính là khoảng gần 4, cũng như là một số những thành viên của giáo xứ là những giới gia trưởng nhận thánh bổn mạng của ngài. Mà cái điều cuối cùng mà con muốn giới thiệu, mà có thể nói cũng là cái điều tự hào của giáo xứ Ba Lan của chúng ta hôm nay, cái niềm vui, đó là trên cung thánh thì có một người mặc cái áo cũng khác hơn, đó là thầy Phó Tế, thầy Trung. Thì trong thời gian vừa qua thì một năm thầy giúp xứ thực tập tại Ba Lan của chúng ta, và hôm nay thì ngài chính thức được ủy trên giáo phận đã tuyển chọn và phong chức Phó Tế cho ngài. Hôm nay ngài về đây cũng là cái thánh lễ đầu tiên đầu đời của sứ vụ là Phó Tế, và đó cũng là niềm vinh hạnh của Ba Lan chúng ta. Đó là một tất cả những cái tâm tình và ý nghĩa của chúng ta trong thánh lễ này. Ta đang có mặt quý ông trong ban thường vụ, ông trù và ban hành giáo các giáo họ, và đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của bác Nguyễn Công Lý, cũng là bổn mạng Giuse, và bác Lý cũng là như là ân nhân của giáo phận và đặc biệt là giáo sứ Ba Lan thân yêu của chúng ta. Bây giờ đây để biểu lộ cái niềm vui đó, thì cộng đoàn chúng ta chung tay bố một tràng vỗ tay thật lớn để xin đưa chúc mừng. Và để cho cái lời chúc mừng nó đi vào cuộc sống thực thể và cũng như là ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, thì xin mời gọi tất cả mọi người chúng ta đứng lên để chúng ta với lòng sám hối chân thành để giờ phút này. Tình ba bên vùng
thiên thu trên cõi trời cao xanh, tiếng lập lòng Chúa trung thành. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cư mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính người là sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa của giáo hội chúng ta sau Đức Mẹ. Thánh Giu-se thì chúng ta vẫn dành cho ngài rất nhiều cái lời ca tụng tôn vinh và cảm tưởng rằng Thánh Giu-se không phải gặp những khó khăn nào trong đời sống của mình. Nhưng thưa cộng đoàn, Thánh Giu-se cũng giống như chúng ta mọi đàng, nhất là với các bậc gia trưởng thì ngài cũng gặp muôn vàn nghịch cảnh trong cái đời sống đức tin hàng ngày.
đúng mà. Xây dựng giáo xứ Ba Làng mỗi ngày một thăng tiến hơn về mọi mặt,
và đang tiếp tục từng ngày để mở ra một trang sử mới cho quê hương Ba Làng thân yêu. Đó chính là những công việc giáo dục đức tin, giáo dục trí thức, nâng cao đời sống phục vụ các hội đoàn, thích nghi bảo vệ giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, và nhất là đang nỗ lực để xây dựng công trình nhà Chúa tại đây. Xin cho những mong ước của cha nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse được Thiên Chúa an bài nâng đỡ và chở che. Một lần nữa chúng con xin kính chúc cha xứ và cha phó Giuse, quý cha đồng tế và thầy phó tế, giới gia trưởng và những người đang trong giáo xứ, quý vị ân nhân và quý vị khách quý được dồi dào ân sủng của Thiên Chúa, được Thánh Giuse bao bọc che chở giữ gìn, để trong năm mới này chúng ta hiệp nhất cùng nhau xây dựng giáo xứ Ba Làng thêm vững mạnh hơn. Với tất cả lòng thành, chúng con xin gửi trọn nơi những bó hoa tươi thắm này, kính xin cha xứ và cha phó Giuse đón nhận cho chúng con. Chúng con xin đồng. Chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng ngày thật vui, chúc mừng ngày đến qua thời. Chúa ban cho đời mong muốn, xin chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày đến qua thời. Chúa ban cho đời mong muốn, xin chúc mừng và xin. Cảm ơn thay lời cho cha Quang thì hôm nay thì có giáo xứ để chúc mừng tới ba cha là Giuse và thầy phó tế. Tôi xin thay lời cho quý cha và thầy cảm ơn ông Chánh và ban thường vụ cũng như tất cả mọi người hôm nay đã dành cái tình cảm như lời cầu nguyện, như món quà mà để cho chúng tôi trong cái buổi đặc biệt này. Thì hôm nay mà cũng là cái ngày lễ bổn mạng của các ông trong ban thường vụ, rồi cũng là của các ông trụ, rồi có đại diện của ban điều hành gia trưởng, và đặc biệt hôm nay có một vị khách quý, đó là bác Lý, là chủ tịch tập đoàn của xi măng Đông Thanh. Nên đây cũng là một cơ hội để giáo xứ cũng như có một lời tri ân và chúc mừng. Cho nên là xin chúng ta đưa quà thầy cho phó rồi xếp qua. Tập đoàn xi măng Công Thanh là ân nhân của giáo xứ Ba Làng, và cách đặc biệt là có quý ông trong ban thường vụ và ban trụ của giáo xứ cũng nhận Thánh Giuse làm quan thầy, xin được mời bác Lý và ông Thọ, ông phó ba, ông Nở, ông phó trương và ông Bút mời tiến lên trên bàn thờ để Xung thương, xin mời ba ông chúng ta tiến lên. Còn có ông Toàn, nhưng mà ông Toàn đang bị bệnh, cho nên là chúng ta sẽ tặng quà cho ông Toàn sau. Một, hai, ba. Xin cho hết nhạc lên.
Ôi, một lần nữa thì chúng con xin được chúc mừng cha chính tiếp tục có đôi lời với cộng đoàn. Đầu tiên là lễ hôm nay thì thực sự là cũng hơi dài một chút, nhưng mà cũng đây là một cơ hội ngàn vàng của quý bản thân con cũng cảm nhận thấy được cái tình thương của quý cha cũng như là tất cả mọi người đã dành cho con trong cái ngày hồng phúc này. Thì trước hết là con xin chân thành cảm ơn quý cha. Ở đây thì hôm nay là giảng lễ là cha Raven Đỗ Minh Tuấn này đang là chính sức trẻ láng và cũng là người anh em thiêng liêng con già thiêng liêng với tôi. Và bên cạnh đó thì hôm nay là có cha Doan Đỗ Trọng Năng là giám đốc của chủ viện, rồi cha Thomas Nguyễn Tiến Hành là cha tránh văn phòng, rồi cha Vero Vũ Văn Hải là quản lý tòa giám mục. Rồi bên cạnh đó thì có cha Vero Paulo Đỗ Minh Hòa cũng là một người anh rất là thân tình. Rồi có cha Anton Trần Đình Văn là người anh em cùng lớp ở trong Vinh, cũng chia sẻ cuộc sống rất là thân tình, cho nên hôm nay có mặt cùng với một phái đoàn của Vinh nữa. Ở cái trang của ngoài cùng là cha Doan Đỗ Trọng Đông và người con thiêng liêng của tôi. Và có cha trên cung thánh là cha Giuse Trần Ngọc Quang là cũng là người anh em con cùng với cha Cố Vượng, cha Năng, cha Hạnh ở đây. Rồi cha Hạ quản lý cũng là người anh em rất là thân tình. Hôm nay thì cảm ơn quý cha đã dành cái tình cảm đặc biệt cho bản thân con cũng như là giáo xứ mà về đây để chung chia cái niềm vui với con và giáo xứ. Để xin cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng vỗ tay thật lớn. Rồi cái phái đoàn thứ hai mà có thể nói cũng thể hiện được cái tình cảm cũng như là cái món quà rất là đặc biệt, đó là của bác Lý, rồi bác lãnh đạo của tập đoàn xi măng, để có bác Thuyền cũng là người anh em không cùng công giáo. Để hôm nay là xin thay lời cho giáo xứ để xin cảm ơn anh cũng dành cái tình cảm đặc biệt cho em cũng như là giáo xứ mà hôm nay đã đến tham dự thánh lễ. Và trong thánh lễ này thì mọi người giáo xứ cũng cầu nguyện để cho cái dự định của anh rất là mong mắn được thực hiện, đó là cái nhiệt điện. Rồi xi măng thì cũng là cái nơi mà giải có thể nói là các nhà thờ trên toàn Việt Nam, thì chỗ nào các cha xây nhà thờ thì anh cũng đều hỗ trợ cái này cái khác. Rồi riêng Ba Làng thì chúng ta tin rằng là anh cũng sẽ rất hết lòng để cùng với Đức Tổng Linh ở đây, cũng là người con của Đức Tổng Linh, cho nên là rất là quảng đại để giúp đỡ cho Ba Làng của chúng ta. Cho nên đây cũng là một cơ hội không phải bản thân đối với con nhưng mà đối với cả giáo xứ. Cho nên chúng ta cảm ơn bác Lý và tập đoàn xi măng Công Thanh một trải vỗ tay cho anh. Còn với phái đoàn tiếp theo là phái đoàn chính đoàn, thì hôm nay thì có sự hiện diện của ông Chánh, rồi phó ban thường vụ, rồi tất cả những ban ngành đoàn thể. Tôi cũng cảm thấy rất là ấm áp nghĩa tình sau khi về chính tòa và trong mọi biến cố thì cũng có sự hiện diện của quý vị trong cuộc sống cũng như là của giáo xứ, thì cũng nói lên cái tình cảm rất là đặc biệt mà quý vị đã dành cho bản thân tôi. Rồi hy vọng rằng cái tình cảm đó mỗi ngày nó được nung nấu và nó sẽ làm bền chặt hơn để Ba Làng với chính tòa có nhiều cái mối duyên tình để chúng ta qua lại. Cho nên là Ba Làng chúng ta cảm ơn quý khách của một tràng vỗ tay thật lớn. Còn hôm nay thì thanh lễ này để cũng có cái tổ chức là từ cha Phó Hải và ông cha Lạc kia mời vào một tràng vỗ tay nữa. Và hôm nay thì cũng là cái ngày mà chúng ta ra mắt cái hội ân nhân của giáo xứ. Thì đây là cũng là thay lời cho giáo xứ để cảm ơn tất cả cái sự quảng đại của anh chị em trong cả một chặng đường đã đồng hành với các cái hội đoàn. Và hôm nay thì cũng đã chính thức ra mắt để như là trở thành cái ân nhân, để hàng tháng thì giáo xứ sẽ có một thánh lễ để dân để cầu nguyện như để Chúa trả công cho cái sự đóng góp của anh chị em. Bởi vì là trong cái thời gian vừa qua cũng chưa gặp đông đủ tất trưởng, trong những ngày vừa qua thì cũng đã nhiệt tình và cách thức tổ chức để chuẩn bị cho cái thánh lễ ngày hôm nay, và nhất là lo cho những ngày lễ bộ mạng của mình. Và xin Thánh Giuse bầu cử và trả công trả phúc cho tất cả cái sự hy sinh đó. Và giờ đây thì tất cả chúng ta cảm ơn và chúc mừng gia trưởng tuyệt vời của chúng ta một tràng vỗ tay nữa.